thấy cái thời gian sống đêm trung bình thấp hơn hẳn so với hai nhóm trên. Em sang phần thứ ba là về các cái ưu nhược điểm của hệ thống phân loại mới. Thì cái ưu điểm của hệ thống phân loại lần này nó dựa trên một cái nguồn cơ sở dữ liệu rất lớn từ nhiều trung tâm, nhiều quốc gia, thống kê được từ 94.708 bệnh nhân chẩn đoán từ năm 1999 cho đến 2010 trên 35 nguồn tại 16 quốc gia. Cho nên thì có thể thấy cái hệ thống phân loại lần này nó mang tính đại diện rất là cao. Và cái sự đánh giá giai đoạn TNM thì được thực hiện một cách xuyên suốt qua nhiều quá trình trước, rồi sau phẫu thuật và sau tất cả các phương pháp điều trị cũng như là khi mà tái phát ung thư. Các cái nghiên cứu so sánh giữa phân loại TNM lần thứ 7 và lần thứ 8 thì trên cái phân tích Kaplan-Meier chúng ta thấy ở những cái khối u, ở đây phân tích sự khác biệt theo T thì rõ ràng là trong cái phân loại lần thứ 8 này, khi mà người ta chia nhỏ các cái nhóm ra thì chúng ta thấy cũng có những cái sự khác biệt về tiên lượng của các nhóm. Ví dụ như trước đây thì chúng ta thấy ở các khối u T1A, đúng không? Ở phân loại lần thứ 7, T1A trước đây là dưới 2cm thì bây giờ hiện nay chúng ta chia thành T1A và T1B, tức là T1A là từ 0 cho đến 1cm và T1B là từ 1 đến 2cm. Thì giữa hai cái nhóm này, cái tiên lượng khác nhau rõ rệt giữa hai nhóm. Cũng tương tự như vậy thì các cái khối u mà kích thước trên 7, trước đây thì người ta phân thành T4, thì bây giờ những cái khối u trên 7, ngày xưa phân loại 2007 thì là T3, thì trong phân loại lần thứ 8 này thì được xếp vào T4 và tiên lượng như là T4. Đối với các cái khối u nhỏ, chúng ta thấy so sánh giữa phân loại lần thứ 7 và lần thứ 8 cũng thấy rõ ràng có sự cái khác biệt trong tiên lượng của các nhóm. Ở đây đây là đánh giá trên giai đoạn lâm sàng, các khối u T1A 0 đến 1cm, rồi từ 1 đến 2cm. Ở hai cái đường biểu diễn màu xanh và màu tím, rõ ràng hai nhóm này có cái tiên lượng về thời gian sống thêm là khác nhau rõ rệt. Cũng tương tự như vậy, trong các cái so sánh về giai đoạn tổ chức học thì chúng ta cũng thấy ghi nhận các cái sự khác biệt trong tiên lượng của các cái nhóm được phân chia lại theo cái phân loại lần thứ 8. Về so sánh giữa các giai đoạn theo M thì chúng ta cũng thấy rằng trước đây ở phân loại lần thứ 7, nhóm M1B thì cái thời gian sống thêm trung bình cỡ khoảng 7,5 tháng. Thì trong bản phân loại lần thứ 8 này người ta chia thành M1B và M1C. Thời gian trung bình của M1B trong cái phân loại lần thứ 8 là 11,4 tháng, cũng có sự khác biệt rõ rệt so với cả M1C thì có 6,3 tháng. So sánh một cách tổng thể giai đoạn cả T, N và M thì chúng ta thấy trong cái phân loại mới, khi mà tách nhỏ ra các cái nhóm giai đoạn như vậy thì chúng ta cũng thấy có cái sự khác biệt trong tiên lượng của các nhóm này, cả về giai đoạn lâm sàng và giai đoạn phân theo tổ chức học. Về nhược điểm của cái bảng phân loại mới thì em cũng xin phép đưa ra một số những cái phân tích. Thứ nhất là trong cái phân loại này thì cái định nghĩa các thành phần TNM được phân chia chi tiết hơn, dẫn đến cái hệ thống phân loại của chúng ta ngày càng trở nên phức tạp hơn. Và nhiều giới nhóm được mở rộng khiến khi trong thực hành lâm sàng thì các nhà lâm sàng sẽ gặp khó khăn hơn khi đánh giá giai đoạn TNM. Vậy thì chúng ta khi mà áp dụng lâm sàng thì trong cái phiên bản mới này thì chúng ta sẽ thấy thế nào? Thì trước đây các bác sĩ ung bướu chúng ta hay là bác sĩ lâm sàng hô hấp chúng ta thường có một cái bảng phân loại TNM khi mà đánh giá giai đoạn của ung thư. Thực hành lâm sàng chúng em cũng thường sử dụng các cái phân loại này để đánh giá giai đoạn của ung thư. Tuy nhiên thì trong cái kỷ nguyên kỹ thuật số hiện nay, công nghệ số hiện nay thì chúng ta có thể sử dụng các cái phần mềm thông qua các cái điện thoại thông minh, đúng không? Chúng ta có thể cài các cái ứng dụng và có thể rất dễ dàng để đánh giá cái giai đoạn của ung thư. Em ví dụ một cái phần mềm có thể sử dụng trên điện thoại di động, chúng ta có thể nhập các cái thông số theo khối u, đặc điểm của khối u rồi hạch và di căn, và từ đó chúng ta dễ dàng đưa ra một cái giai đoạn của ung thư. Có một số những phần trình bày trên thì em xin phép đưa ra một số kết luận. Với cái sự phân tích sâu rộng đa chiều dựa trên một cơ sở dữ liệu rất lớn từ nhiều quốc gia chủng tộc thì hệ thống phân loại TNM ung thư phổi lần thứ 8 đã có những cái phân chia chi tiết hơn khi đánh giá cái mức độ lan tràn của bệnh, từ đó thì góp phần đưa ra những cái tiên lượng rõ ràng hơn trong mỗi nhóm và dưới nhóm.
Và cái hệ thống phân loại lần thứ 8 này thì chính thức được áp dụng trên toàn thế giới kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Phần trình bày của em xin được kết thúc tại đây. Em xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu để chú ý lắng nghe. Xin trân trọng cảm ơn ạ.